Đạt Lỗ xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Đạt Lỗ xin phép được trân trọng giới thiệu một giọng hát cực kỳ là trong trẻo. Đó là một người con nhạc miếu. Và giọng hát của chị trầm trồ như nào thì Đạt Lỗ xin phép được mời mọi người cùng theo dõi clip mà chị thể hiện trong cái buổi lưu giữ hồn quê ngày hôm nay. Truyền thống